Rồi, chào mừng các bạn đến với trận đấu 3-3 giữa Lâm Hưng, Bình Minh và Mạnh Lùn. Bên kia là Tú MC, Đăng Móm và Trương Chuyển Hai. Rồi, trận đấu bắt đầu. 0-0. Và nổ bom của Bình Minh. Đây là sở trường đường nghi của Bình Minh. Bình Minh pha đường nghi rất như là nặng ký nha các bạn. 1-0 cho Lâm Hưng. 1-0. Các bạn nào xem đàm chính hình hát thì hãy biết Bình Minh mang tên em. Phạt tốt quá. Đủ mai mà không chưa. Pha bỏ tránh của Bình Minh. Một pha bóng. Pha đập bóng rất tốt của Đăng Móm. Một đều. Nỗ lực cứu bóng của Tuấn Anh Sì và dò gà trong chân cho Đăng Móm. Một đều. Một pha nổ sân của Bình Minh. Pha chuyền hai rất đẳng cấp của Mạnh Lùn. Đây là kèo hàng nặng nha các bạn. Thật 2-1. Chuyền hai Mạnh Lùn quá gây gân. Gạt trăng. Và phát bóng không qua lưới của Lâm Hưng. Lấy sau 2 đều. Đây có thể nói là 3-3 rất hấp dẫn ký các bạn. Lại là Bình Minh mang tên em. Đường nghi của Bình Minh 3 quả liên tiếp. Phải nằm ngoài nữa. 3-2. 3-2. Đại Lâm đứng chính lại cho các bạn. Tú MC cao 1m85, sinh năm 1995, quê Bà Rịa Vũng Tàu. Trước kia Tú MC gạt Đại Lâm nói 1m89 không à. Đây. Trời. Và bóng rất uy lực của Tú MC. Uy lực của Tú MC. Xem lần. Ba đều. Lâm nói quá, Tú đập quan gia đây đó. Ba đều. Lâm Hưng. Một pha lao biên quen thuộc của Lâm Hưng. Điểm 4-3. Anh ấy đến từ Công Tử Bạc Liêu. Lấy tiền nấu chân, thứ gì chịu nổi. 4-3. Nín thở các bạn ơi, cái sao vận động nín thở hết đi các bạn ơi. Trời ơi. Bơm lại nào. Ba sát sát. Không cần treo em của Tú MC. Mang tính chất của một vận động viên trong nhà. Nổ sân. Bốn đều ạ. Thật sự những pha bóng quá nặng ký của các cầu thủ. Ôi ôi. Trương Cầu Chi vừa có một quả pha bóng không vào lưới. 5-4. Nghe vậy cho Lâm Hưng. Hiện tại bây giờ theo tôi tin khán giả, tại bây giờ khoảng 28.000 khán giả đang chặt kính sân. Trời ơi. Lại là một pha đẳng cấp của Tú MC. Đánh nhìn đẳng cấp của Tú MC ạ. Đường nghi đầy uy lực. 5 đều.
5 đều. Đây thì quên còn ngủ. Quên rồi còn ngủ không? Không dám lên này. Chọn đâu? Chết tổ. Con. Đứng lên nữa nè. Trời ơi. Xúc tay luôn. Rất đáng tiếc cho pha vừa rồi. Tô em xây chuột bóc, bóng bay ra quá xa. Và đây bóng không được sự vào tay. 6-5. Điểm 6-5 cho Lâm Hưng. Trời đang đổ mưa các bạn ơi. Khán giả hiện tại bây giờ quá đông, chặt kính sân rồi. Cho nên mưa xuống không biết như thế nào đây. Quá nhỏ xíu vào hết luôn. 6-5. Còn pha bóng rất tốt của Lâm Hưng. Bóng chạm tay của Đăng ra ngoài. Tên của Lâm Hưng. Bó tay Đăng bơm. 7-5. 7-5. Đăng bơm sinh 1988. Cao 1m79, quê Củ Chi. Người ta bây giờ trời mưa lâm râm, nhiệt độ quá mát cho trận đấu này. Lâm Hưng vừa tự sát tại BK. 6-7. Tỷ số Ramui Rambay Campuchia sổ đó. Xin lỗi các bạn, tôi tào lao rồi đó, các bạn đừng nghe. 6-7. Trời. Sở trường đường đi của Bình Minh. Lại là đường đi quen thuộc của Bình Minh mang tên em đầy quy lực. 8-6. Ram bay, ram môi, đổi sân. Hãy ta bây giờ đến trước màn trong kinh cơ làm là Đăng Hớm, tay trái, quê Củ Chi. Sinh năm 1988, cao 1m79. Còn Tú MC 1m89, 1m85. Sinh năm 1995, quê Bà Rịa Vũng Tàu. Hay quá. Còn quá hay cho Mạnh Lùng. Pha xử lý rất đẳng cấp của Lâm Hưng. Một pha thủ quá đẳng cấp của Mạnh Lùng. Vậy mà công an thành phố bỏ cổ chạy lấy người đi vô. 9-6. Rất đáng tiếc cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại anh ta bây giờ đang đầu quân cho Bến Tre. Chính sao? Lâm Hưng vừa phát bóng hổ bay ra ngoài. 7-9. Bình Minh quê Long Thành Đồng Nai. Anh ta rất đẹp trai, chưa có người yêu, nhưng tính ra cũng 7-8 con bồ vậy. Ok. Còn Lâm Hưng là em ruột của Lâm Phú, quê công tử Bạc Liêu, nấu tiền như dây. Tốt quá. Trời ơi. Lại là đường đi quen thuộc của Bình Minh. Quá nặng ký cái đường đi, bị xoay. Và bóng quá xuất sắc của Bình Minh. Mười bảy. Mười bảy. Trời tốt quá. Mạnh Lùng vừa có một pha phòng thủ rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 8-10. 8-10. Đổi sạc bóng đi các bạn.
Bên đây là Tú MC đang móm và Trương truyền 2. Trời ơi. À, phát bóng ra ngoài của Đăng. 11-8. Đăng bơm 11-8. Thật sự Lâm Hưng phong độ đã trở lại. Anh ta có những cú phát bóng đầy quy luật khó chịu. Sau kèo 33 sẽ là kèo 44. Xa quá. À, dứt điểm của Bình Minh, bóng chạm tay chắn ra ngoài. Pha phản công tuyệt vời. 12-8. Lại là bước một không được tốt. Lâm Hưng thật sự quá khó chịu bước một các bạn. 13-8. Trời. Và dứt điểm ra ngoài của tôi MC. Trẻ ơi, bóng bay ra ngoài. Của tôi MC. Quá tốt. Lại một quả phát bóng rất xuất sắc của Lâm Hưng. Đang tin nhắn đi ba anh ơi. 15 rồi anh ạ. 15-8. 15-8. Điểm cuối. Lâm Hưng. Như vậy là ở set đấu 3-3. Lâm Hưng, Bình Minh và Mạnh Lùn giành chiến thắng với tỷ số là 16-8 trước Tú MC, Đăng Món và Trương Truyền 2. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.